Chúng tôi xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của kênh truyền thông bóng đá phố miền Tây. Quý vị và các bạn cùng với chúng tôi sẽ quay trở lại với những diễn biến tại sân vận động thị xã Gò Công để theo dõi trận đấu bán kết thứ hai. Cuộc đối đầu ở trong khuôn khổ giải bóng đá siêu cúp khu vực Gò Công, tranh cúp Gokobay Đồng Diều năm 2023. Và trong trận bán kết hai này thì các thủ bên phía Long Hòa FC sẽ là những người mặc áo đỏ quần xanh đậm và đang bảo vệ phần sân bên phải. Trong khi đó thì đội bóng xã Phú Thạnh sẽ bảo vệ phần sân bên trái với bộ trang phục áo xanh quần xanh tất xanh. Sự quyết liệt. Cơ hội lại trở về với các thủ bên phía đội bóng xã Phú Thạnh. Pha dứt bóng tốt của số 82. Căng ngang, quả tạt khá tốt. Nhưng đáng tiếc là không thể vượt qua được thủ thành của xã Long Hòa. Và đá phạt nữa dành cho các thủ Long Hòa. Một đường truyền tốt, một pha thoát xuống rất hay của số 10. Và đây là cơ hội đối mặt dứt điểm không bao. Thời cơ tốt dành cho vị trí của Nguyễn Bá Nhân. Nhưng anh lại kết thúc đập vào người thủ môn bên phía đội bóng xã Phú Thạnh. Quá đáng tiếc, anh đã không chiến thắng được thủ thành Nguyễn Hồng Tới. Và chưa có bàn thắng mở tỷ số dành cho các thủ xã Long Hòa. Các thủ bên phía đội bóng áo xanh đang chơi khá tự tin. Trước đó thì trận bán kết 1 đã kết thúc một cách rất giằng co khi hai đội bóng có sự cân bằng. Đường truyền rất hay nữa, cơ hội tiếp tục dành cho số 10. Thêm pha đối mặt không thành công của các thủ xã Long Hòa, quá đáng tiếc. Những nỗ lực của họ lại không thể mang về một pha dứt điểm. Có mặt tại khán đài của sân vận động thị xã Gò Công để theo dõi trực tiếp trận đấu. Pha thoát xuống nữa của Thế Lữ, vẫn là số 8. Đường truyền trở lại Minh Sang đi bóng rất lắc léo, không được. Cú đá cuối cùng lại đi trên khung thành. Trong tình huống mà tất cả các cầu thủ bên phía xã Phú Thạnh đã bị bất ngờ, nhưng pha dứt điểm của số 11 lại không thể hướng bóng đi trúng đích. Chúng ta cùng theo dõi lại pha sự bóng lắc léo của Minh Sang. Một tình huống dứt điểm hoàn toàn bất ngờ của số 11. May mắn dành cho các thủ xã Phú Thạnh. Hiệp đấu đang diễn ra với những sự chặt chẽ của cả hai đội và không có nhiều cơ hội được tạo ra. Minh Sang, thời cơ dứt điểm của Minh Sang trước đó cộng với hàng tá những đường bóng hướng tới vị trí của Bá Nhân đều đã không được chuyển hóa thành bàn thắng. Hoàng Duy cơ hội đường truyền chứ không phải làm cú ra chân. Quá đáng tiếc dành cho Hoàng Duy. Và như vậy thì trận đấu đã được tiếp tục. Đường rọc bóng vẫn chưa chính xác dành cho các thủ Phú Thạnh. Cơ hội phản công dành cho các thủ xã Long Hòa. Pha chuyền lên rất hay. Đây là khoảng trống xuất hiện dành cho đội bóng đỏ. Căng ngang, đối mặt dứt điểm qua người rồi. Rất tiếc lại không có cơ hội ra chân dành cho Minh Sang. Một tình huống mà số 11 đã lướt bóng vượt qua được vị trí của thủ thành Nguyễn Hồng Tới nhưng lại không có góc sút để anh có thể ra chân. Pha đẩy bóng cuối cùng lại đi quá dài dành cho số 11. Bóng lại trở về với các thủ Phú Thạnh. Đường truyền hơi khó dành cho Minh Tâm. Vẫn là các thủ áo xanh. Rất hay. Thời cơ nữa dành cho xã Phú Thạnh. Cơ hội. Không có tình huống xử lý thành công dành cho các thủ xã Phú Thạnh. Đây là cơ hội phản công dành cho Long Hòa. Đường truyền tốt. Pha bỏ bóng hay. Cơ hội nữa dành cho vị trí của số 10. Bá Nhân dứt điểm đi, khoảng trống đã xuất hiện rất trống chạy. Nhưng đó lại là một đường truyền ngang, cú ra chân không vào. Tình huống dứt điểm là của Nguyễn Quốc Minh. Nhưng rất đáng tiếc cho số 3, anh vẫn chưa thể đánh bại được thủ thành bên phía đội bóng xã Phú Thạnh để mang về bàn thắng mở tỷ số. Cú đã chạm vào hàng rào. Thêm một thời cơ nữa trở lại với các thủ áo xanh. Rất tốt. Khoảng trống xuất hiện dành cho các cầu thủ bên phía xã Phú Thạnh. Dứt điểm đi. Pha đi bóng hơi chần chừ của Minh Nhật. Và cuối cùng anh đã đẩy bóng ra ngoài sân. Rất quyết liệt. Minh Tâm. Được chuyền hơi non. Và đó là pha cắt bóng chủ động của các thủ bên phía xã Long Hòa. Tình huống tấn công tiếp theo dành cho đại diện của thị xã Gò Công. Và đẩy bóng tự tin. Quang ơi. Rất hay. Đường tạt vào, không được. Bóng lại không đến được vị trí dứt điểm của các cầu thủ áo đỏ. Vừa rồi là một tình huống bọc lót hợp lý của hàng phòng ngự bên phía xã Phú Thạnh.
vẫn là các cầu thủ xã Long Hòa đang có được thời cơ để có thể tiếp tục tấn công. Và kéo bóng dài nữa, lần này thì bóng đã đi quá sâu và nó đã trôi hết đường biên ngang. Và đã phạt góc với lực khá mạnh, vẫn còn nỗ lực của Hiếu Thảo. Ở bên trong không có cầu thủ áo xanh nào, vẫn là thời cơ dành cho các thủ xã Phú Thành. Trọng tài xác định không có lỗi, cơ hội vẫn trở về với các thủ xã Long Hòa. Đường lên bóng nhanh, tiếp tục là nỗ lực đột phá. Chọc khe, rất có thời cơ đối mặt dành cho số 10 Dứt Điểm. Và như vậy thì đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng xã Long Hòa. Sau rất nhiều những thời cơ bỏ lỡ thì Nguyễn Bá Nhân cuối cùng đã có được pha dứt điểm thành công. Và đội bóng áo đỏ đã vượt lên dẫn trước xã Phú Thạnh. Trong những thời khắc quan trọng, trận đấu đã bước về nửa sau của hiệp 2. Và các cầu thủ áo đỏ đã có được pha lập công. Một tình huống không hề việt vị của Bá Nhân trong pha di chuyển rất hợp lý của số 10. Những nỗ lực đột phá trước đó để tạo ra cơ hội dành cho Bá Nhân, đó là của Quốc Minh. Đây là hai cầu thủ được bổ sung vào danh sách của đội bóng Long Hòa. Có vẻ như các thủ bên Phú Thành yêu cầu check lại tình huống vừa rồi để xem bàn thắng của đội bóng áo đỏ có hợp lệ hay không. Trọng tài đã phải di chuyển để theo dõi. Vậy thì các cầu thủ áo xanh Phú Thành đã khiếu nại tình huống mà trọng tài sẽ đưa ra quyết định sau khi xem lại rất kỹ video. Trong tình huống tranh chấp giữa đội trưởng Minh Đạt và đội trưởng Trung Hiếu, pha ghi bàn của số 10 Bá Nhân anh hoàn toàn không việt vị. Nhưng trước đó khi pha phản công của Phú Thành FC tấn công thì các cầu thủ áo đỏ xác định đã phạm lỗi và bàn thắng sẽ không được công nhận. Trận đấu đang diễn ra khá kịch tính. Đường chuyền dài khá hay, một cơ hội nữa hướng đến vị trí của Bá Nhân. Vẫn là pha di chuyển tốt của số 10 để thoát bảy biên vị. Và người rồi kết thúc không vào. Lần này thì hoàn toàn không có một lỗi nào của các cầu thủ bên phía đội áo đỏ, nhưng Bá Nhân lại dứt điểm đi lên trời trong khi đã có được khoảng trống rất thuận lợi. Một pha quạt bóng rất cơ bản để loại bỏ hàng phòng ngự bên phía xã Phú Thạnh. Rất đáng tiếc cho cầu thủ áo số 10 trong cú đá cuối cùng bằng chân trái. Anh lại kết thúc quá thiếu chính xác. Bóng nằm bên phía cánh trái. Pha chuyền bóng tầm thấp, không có gì khó khăn dành cho thủ môn bên phía đội bóng xã Phú Thạnh. Vẫn còn, chưa có được pha ra chân. Minh Nhật, tình huống cắt bóng thiếu an toàn, cơ hội vẫn còn dành cho Long Hòa. Không được, chưa có pha tiếp cận thành công dành cho các thủ áo đỏ. Sẽ là một quả đá thẳng hay là đường chuyền đây? Đó quyết định đá thẳng, không vào. Không có pha dứt điểm bồi thành công. Quá đáng tiếc dành cho các thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Vậy thì cả tổ trọng tài cũng như thành viên của ban tổ chức cũng đã theo dõi lại video và hội ý. Quyết định sẽ được đưa ra. Trọng tài xác định không có penalty dành cho Long Hòa FC. Tiếp tục là đường chuyền của Minh Đạt. Một pha hướng bóng tới vị trí số 5. Pha cắt bóng hụt, cơ hội là đây. Như vậy thì lần này bóng đã được đưa vào lưới của các cầu thủ Long Hòa và bàn thắng đã được công nhận. Tình huống ghi bàn là của cầu thủ mang chiếc áo số 3 Nguyễn Quốc Minh. Các cầu thủ xã Phú Thành đã đứng vững trong khoảng 78 phút, nhưng vào phút thứ 79 thì họ lại để thủng lưới. Đường chuyền của Minh Đạt, một pha bóng lộn xộn, một tình huống cắt bóng hụt của cầu thủ mang chiếc áo số 11, một pha cắt bóng hụt đầy tai hại, bóng chạm chân của Hữu Tài đổi hướng và tạo ra điều kiện thuận lợi để cho Quốc Minh băng xuống đưa bóng vào khung thành bỏ trống. Thủ thành mang áo số 22 Hồng Cới đã bị lỡ đà trong tình huống này. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ bên phía xã Phú Thạnh khi mà trận đấu chỉ còn lại hơn một phút. Và dứt điểm thành công trong tình huống này thì trận đấu sẽ trở nên kịch tính hơn nữa. Một cú đá đi lên trời, quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ áo xanh. Thêm pha khống chế, vẫn là cơ hội nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo tím. Dứt điểm rất căng, không vào. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ bên phía Phú Thạnh, bóng đã đập vào người cầu thủ bên phía xã Long Hòa.
Và như vậy thì trọng tài Trung Tính cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu bán kết thứ hai. Một cuộc so tài với mức độ căng thẳng và kịch tính hơn nữa khi mà các thủ Long Hòa đã có được chiến thắng với cách biệt tối thiểu trước đội bóng Sao Phú Thành.